tôi sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho tất cả những bạn nghệ sĩ trẻ có thể thắc mắc được chúng tôi bất cứ điều gì, chúng tôi có thể hỗ trợ về tư vấn hoặc là về kinh phí, có thể tùy thuộc vào nhau. Nhưng chúng tôi mong muốn là những tử tế sau sẽ có nhiều các bạn nghệ sĩ trẻ hơn. Ngay trong đêm nay các bạn hãy về và bắt tay vào công việc. Còn bây giờ là bài hát Về Thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.